xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh Hoa Thành Đốn. Đây là chương trình cà phê góc phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, trong chương trình cà phê góc phố ngày hôm nay, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bản tin Cougar thu hồi những nước lọc dành cho trẻ sơ sinh. Kính thưa quý vị, hệ thống chợ Cougar đang thu hồi một loại nước lọc tinh khiết dành cho trẻ sơ sinh sau khi phát hiện ở trong đó có nấm mốc một loại nước mang thương hiệu là Comfort of Baby Purified Water with Fluoride được bán trong những bình chứa trong suốt với dung tích là một gallon. Nhưng cơ quan FDA cho biết nấm mốc trong những cái chai nước này sẽ không nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi nhận được nhiều khiếu nại của khách hàng, thì hệ thống chợ Kroger đã thử nghiệm loại nước này và đã tìm ra nấm mốc và fda cho biết sự phơi nhiễm nấm mất có thể khiến cho da và đường hô hấp của trẻ em bị ngứa và theo các giới chức thì trẻ em nào có hệ miễn nhiễm bị suy yếu sẽ phải đối diện với những rủi ro nhiễm nấm mất cao hơn bình thường koger đã thu hồi sản phẩm này từ các kệ hàng của họ nếu mà quý vị nào đã mua loại nước này thì quý vị có thể đem trả lại cho chợ để được bồi hoàn các chi tiết về việc thu hồi cũng được thông báo trên các trang web của cơ quan FDA tại địa chỉ fda.gov. Và kính thưa quý vị, lễ Giáng sinh sắp đến. Trong những buổi tiệc Giáng sinh thì quý vị sẽ được dịp thấy và thưởng thức nhiều loại cheese. Nhưng nhiều người vẫn e ngại khi nhìn thấy cheese mà thèm thuồng không dám ăn. Thì kính thưa quý vị, bài viết sau đây sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn thoáng hơn về cheese. Đó là ăn cheese nhiều tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý vị, tin mừng cho những người yêu thích cheese. Qua một cuộc nghiên cứu cho thấy, một chút cheese mỗi ngày thật ra có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy những người ăn cheese mỗi ngày giảm nguy cơ bị tai biến mạch máu não hoặc là phát triển bệnh tim so với những người không ăn hoặc là ít ăn cheese. Các nhà nghiên cứu từ Trung Cộng và Hòa Lan đã xem xét dữ liệu của 200.000 người thu thập trong 15 cuộc nghiên cứu và quan sát. Dữ liệu cho thấy rủi ro mắc bệnh tim mạch giảm 14% nơi những người thường xuyên ăn cheese và giảm 10% rủi ro tai biến mạch máu não so với những người không bao giờ ăn cheese hoặc là hiếm ăn cheese. Những người nhận nhiều lợi ích nhất chỉ ăn khoảng một ao rưỡi cheese một ngày. Khối cheese này tương đương với một chiếc hộp quẹt. Và kính thưa quý vị, cuộc khảo nghiệm được đăng tải trên tạp chí European Journal of Nutrition Quý vị đang theo dõi Cà Phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thành Đốn phát từ Washington DC Và để nghe lại Cà Phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com Kính thưa quý vị Minh Thúy xin gửi đến quý vị bài viết về nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên được thắng giải Turner Nữ họa sĩ Lubaina mươi 63 tuổi Người Tanzania vừa trở thành người lớn tuổi nhất và cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên được trao giải nghệ thuật danh tiếng nhất của Anh quốc là giải Turner. Bà đã vượt qua các tên tuổi quốc tế lớn trong vòng chung kết gồm những họa sĩ Anh quốc như là huven Anderson, họa sĩ Đức Andrea Werner và nhà làm phim Anh quốc Rosalind Nasabbi. Các giám khảo ca ngợi bà Hemmit về việc bà đã đối đầu không quan nhượng với các vấn đề bao gồm lịch sử thời thuộc địa và làm cách nào chủ nghĩa kỳ thị tồn tại đến ngày nay. Giải Turner bao gồm các phần thưởng bằng hiện kim tổng cộng 40.000 bản Anh, trong đó 25.000 bản Anh dành cho người thắng giải và 5.000 bản Anh cho mỗi người trong số các nghệ sĩ vào chung kết. Giải thưởng được thành lập vào năm 1984 và mang tên họa sĩ vẽ phong cảnh thế kỷ thứ 19, tức là J.M.W. Turner, người Anh quốc. Đây là giải thưởng được xem là danh giá nhất của Anh quốc về nghệ thuật thị giác. Trước đây thì giải Turner chỉ được trao cho các nghệ sĩ trẻ tuổi, nhưng gần đây đã thay đổi khuynh hướng và chú ý tới các nghệ sĩ trong độ tuổi 40, 50 hay là 60. Chính nhờ được trao giải Turner mà một số nghệ sĩ trẻ tuổi trước đây như là Damien Hirst và Tracy Emin đã trở nên nổi tiếng. Và kính thưa quý vị, Minh Thúy xin giới thiệu đến quý vị bộ phim mới Just Getting Started. Một bộ phim mới Just Getting Started có hai tài tử là Morgan Freeman và Rene Russo. Đóng vai chánh là một phim hài có cốt truyện nói về dịp Giáng sinh tại một viện dưỡng lão ở tiểu bang California ấm áp. Trong phim thì Morgan Freeman đóng vai một người quản lý tại một khu dưỡng lão sang trọng dành cho người già còn thích vui chơi và hưởng thụ cuộc đời. Đây là một vai hài mới mẻ đối với ông Freeman, là người trước giờ hay đóng những phim đầy kịch tính và những vai nghiêm trang cần có một giọng trầm ấm đặc biệt của ông. Vai nữ nhân vật chánh do Rene Russo đóng là nguyên nhân khiến cho hai ông già Morgan Freeman và Tommy Lee Jones tranh giành với nhau. Nữ tài tử cho biết hai ông Morgan Freeman và Tommy Lee Jones diễn hài rất hay Vui cho đến nỗi mà khi bà mãi mê coi hai ông diễn mà quên luôn lời kịch của mình Phim Just Getting Started sẽ bắt đầu được chiếu vào cuối tuần này Như vậy quý vị nhớ đón xem Quý vị đang theo dõi chương trình Cà Phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thành Đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà Phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. thưa quý vị, có thể có một số quý vị cũng biết đến nam ca sĩ John Mayer. John Mayer là một ca sĩ kim tay đàn guitar, đã phải vào bệnh viện ở thành phố New Orleans cấp cứu vào ngày 5 tháng 12, 2017 vì bị bệnh ruột thừa. Lúc đó, ông John Mayer đang ở New Orleans để trình diễn cùng với ban nhạc Dead and Company, là một ban nhạc do một số thành viên cũ của ban nhạc rock Grateful Dead và, và vài người mới hợp thành Ban Dead of Comedy đã ra thông báo cho biết buổi đại hội ngày 5 tháng 12 đã bị dời lại, với một ngày khác sẽ thông báo sau. Ngoài buổi đại hội ở New Orleans, ban nhạc Dead of Comedy còn có một chương trình biểu diễn hai đại nhạc hội khác nữa ở tiểu bang Florida vào cuối tuần này. Nhưng hiện giờ thì cũng chưa biết là hai đại nhạc hội này có thực hiện được hay không. Trong năm 2017 thì nam ca sĩ John Mayer còn dự tính sẽ đi lưu diễn một mình tại một số nơi khác để quảng cáo cho album mới của ông The Search of Everything. Nhưng tới giờ cũng vẫn chưa biết là chương trình lưu diễn đó có gặp trở ngại gì vì tình trạng sức khỏe của ông Mayer hay không. Và kính thưa quý vị, theo một tin tức khác về điện ảnh, thì công ty Netflix đã sa thải Danny Masterson là vì nam tài tử này đã bị tố cáo là quấy rối tình dục Công ty giải trí Netflix đã ra thông báo cho biết là đã sa thải nam tài tử Danny Masterson là người đã nổi danh trong làng giải trí từ chương trình That 70 Show và hiện giờ đang đóng trong vở hài kịch The Ranch cho đài Netflix. Nguyên nhân là vì nam tài tử này đã bị bốn phụ nữ tố cáo từng cưỡng hiếp họ. Thông báo của Netflix cho biết ngày 4 tháng 12, 2017 là ngày cuối cùng của Danny Masterson còn làm việc ở công ty này. Bắt đầu từ sang năm, Netflix sẽ cho quay các tập mới cho vở kịch The Ranch mà không có Danny Masterson tham gia. Tạp chí People đã tìm được thư của luật sư đại diện cho Danny Masterson gửi cho đài Netflix, trong đó ông Masterson cho biết là ông đã rất thất vọng vì quyết định sa thải của đài mà còn phủ nhận tất cả những lời tố cáo. Danny Masterson còn cho biết thêm là 15 năm trước đây, giới hữu trách đã từng điều tra những lời tố cáo của các phụ nữ này và kết luận rằng những lời tố cáo đó đều vô giá trị. Hiện giờ thì cảnh sát Los Angeles và sở tư pháp Los Angeles là nơi đang điều tra các sự việc liên quan tới Danny Masterson. Và kính thưa quý vị, một tin buồn xin gửi đến quý vị là nam ca sĩ lừng danh người Pháp Johnny Halliday vừa qua đời. Văn phòng Tổng thống Pháp vừa thông báo là nam ca sĩ lừng danh có tên là John Halliday, từng được coi là một Elvis Presley của nước Pháp, vừa qua đời ngày 6 tháng 12 năm 2017 vì bị bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 74 tuổi. Trong thông báo còn nêu rõ là trong hơn 50 năm qua thì ông Johnny Halliday là một biểu tượng sống động của nước Pháp, với một giọng hát trầm và có thái độ ngang tàn kiểu như là một cowboy của ông Harry đã khiến cho ông thu hút được cả một đội quân người hâm mộ hùng hậu ngay ở nước Pháp và nhiều nước nói tiếng Pháp khác và đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhiều chính khách Pháp đã ngỏ lời thương tiếc ông Johnny Hallyday trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ông Johnny Hallyday ra mắt đĩa hát đầu tiên vào năm 1959 trước khi qua đời còn đang chuẩn bị đi lưu diễn và cho ra mắt một đĩa hát mới. Chỉ bắt đầu từ tháng rồi thì mới có tin là ông phải vào bệnh viện để chữa trị vì bệnh khó thở. Quý vị đang theo dõi Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thị Đốn phát từ Washington DC. Và kính thưa quý vị, để nghe lại cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425 585 1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com Kính thưa quý vị, sau đây Minh Thúy xin giới thiệu đến quý vị phim I, Tanya ra mắt ở Los Angeles. Vào ngày 5 tháng 12, 2017, thì nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Tonya Harding đã bất ngờ đến dự buổi chiếu ra mắt bộ phim I, Tonya là bộ phim kể lại chính cuộc đời của cô khi bị người hâm mộ quay lưng không còn yêu mến cô như trước. Nữ diễn viên người Úc Marco Robbie là người đóng vai chính là Tonya Harding trong bộ phim này cũng xuất hiện cùng với nhân vật chánh tại buổi chiếu ra mắt tại Los Angeles. Quý vị cũng đã biết vào năm 1994 thì chuyện người chồng cũ của Tonya Harding cùng với những người cận vệ đã tìm cách làm gãy chân của cô Nancy Kerrigan là đối thủ của Tonya Harding ngay trước khi cuộc thi ở Thế vận hội diễn ra để giành lợi thế lại cho cô Tonya Harding nhưng đã bị bại lộ. Sự việc này đã gây náo loạn cả giới truyền thông thế giới và tên tuổi của Tonya Harding được nhắc tới khắp nơi với đủ những lời xấu xa. Trong bộ phim I, Tonya kể lại câu chuyện này do nữ diễn viên Margot Robbie vừa đóng vai chính vừa làm nhà sản xuất. Phim đã được giới thiệu lần đầu tiên tại Đại hội Điện ảnh Toronto vào hồi tháng 9 vừa qua, từ đó được khen ngợi rất nhiều và dự đoán sẽ được đề cử cho nhiều giải thưởng. I, Tonya sẽ được chiếu tại các rạp kể từ ngày 8 tháng 12. Một bản tin khác về Colin Kaepernick được trao giải Mohamed Ali Legacy Award vào tối ngày 5 tháng 12 năm 2017. Lễ trao giải thưởng Mohamed Ali Legacy Award năm 2017 của tạp chí Thể thao và Giải trí Sports Illustrated đã diễn ra tại thành phố New York. Người được trao giải năm nay là cầu thủ football Colin Kaepernick đã nhận giải thưởng từ tay nữ ca sĩ Beyoncé. Cầu thủ Colin Kaepernick được tạp chí Sports Illustrated chọn làm nhân vật nổi bật năm 2017 và nhận giải thưởng này vì anh là cầu thủ football có tên tuổi tràn ngập các mặt báo sau khi anh là người đầu tiên chơi trong giải đấu của Liên đoàn Football Quốc gia NFL và đã quy xuống tại lễ chào cờ trước mỗi trận đấu để phản đối bất công xã hội. Lúc đó là vào năm 2016 thì Cabinet còn chơi ở vị trí quarterback cho đội 49ers, nhưng hiện giờ thì đã hết hợp đồng và đã thất nghiệp. Tại buổi trao giải thưởng Muhammad Ali Legacy Award, cầu thủ Colin Cabinet chỉ biết rằng dù có còn chơi cho giải của NFL hay không thì anh cũng vẫn tiếp tục làm việc là vì anh là người dân Hoa Kỳ. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa thịnh đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425 585 1913 hoặc vào trang nhà www wdcradio com Minh Thúy xin gửi đến quý vị một tin buồn nữa là người mẫu từng là tình nhân của Tổng trưởng Anh Quốc và nhà ngoại giao Nga vừa qua đời. Người mẫu và cũng là vũ nữ Christine Keller từng gây náo loạn chính trường vào thời kỳ chiến tranh lạnh vừa qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. Con trai của bà Keller cho biết bà đã qua đời vì mắc bệnh phổi trong nhiều tháng trời. Vào đầu những năm 1960 thì bà Christina Keller lúc đó mới có 19 tuổi, vừa là nhân tình của tổng trưởng Bộ Chiến tranh của Anh Quốc là ông John Profumo, cho dù ông Profumo đã có vợ, vừa là tình nhân của tùy viên hải quân của Nga tại Anh Quốc ông John Profuno sau đó đã phải từ chức là vì ông đã khai gian dối trước Quốc hội Anh Quốc về vụ ngoại tình này. Vụ bê bối này còn làm cho chính quyền của phe bảo thủ do Thủ tướng Harold Macmillan đứng đầu phải sụp đổ và còn được coi là sự kiện làm thay đổi tất cả các thái độ của người Nga đối với vấn đề quan hệ giai cấp và tình dục trong xã hội. Sau vụ tai tiếng này thì bà Christine Keller sống một cuộc đời lặng lẽ nhưng chưa bao giờ thoát khỏi tiếng xấu đã gây ra. Và kính thưa quý vị, một tay vĩ cầm mù được đề cử cho giải Grammy năm nay. Trong số những nghệ sĩ được đề cử giải Grammy cho năm nay thì có một tay vĩ cầm Fiddler mù tên là Michael Cleveland. Năm nay 37 tuổi là người ở thành phố Louisville của tiểu bang Kentucky. Tác phẩm thu thanh mới nhất của ông là Fiddler Dream đã được đề cử giải Grammy dành cho tác phẩm hay nhất của dòng nhạc Bluegrass. Ông Michael Cleveland là người mù bẩm sinh, cho tới năm 4 tuổi thì mới bắt đầu nghe được tiếng đàn vĩ cầm Fiddler, rồi được đưa vào học ở trường âm nhạc dành cho người mù ở Kentucky. Sau khi học xong trung học thì chơi đàn cho một ban nhạc trình diễn tại rạp Grand Ole Opry ở thành phố Nashville thuộc tiểu bang Tennessee và hiện giờ là người đứng đầu ban nhạc có tên là Michael Cleveland and Flamekeeper. Ông đã thâu thanh nhiều album độc diễn một mình. Album được đề cử giải Grammy là album mới nhất, trong đó bản nhạc chủ đề là Fiddler Dream, được khen ngợi rất nhiều. Ông Michael Cleveland cho biết ông hy vọng là sẽ sắp xếp để tới dự lễ trao giải Grammy diễn ra vào ngày 28 tháng Giêng năm 2018 tại New York. Quý vị đang theo dõi Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425 585 1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. The Rock được gắn sao lên trên đại lộ danh vọng ở Hollywood. Kính thưa quý vị, nam tài tử chuyên đóng vai người hùng cơ bắp Dwayne Johnson, tức là The Rock, sẽ được vinh danh sau nhiều năm nỗ lực từ võ sĩ đô vật trở thành một ngôi sao điện ảnh ăn khách. Buổi lễ vinh danh và gắn sao cho chàng ở trên đại lộ danh vọng Walk of Fame ở Hollywood sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 12. Đại diện cho ban điều hành việc gắn sao cho biết ông um, Dwayne Johnson, tức là The Rock, không chỉ có tính cách và tài năng tuyệt vời mà còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện, một trong những tiêu chuẩn để có thể nhận được ngôi sao trên con đường này. Đoàn Johnson sinh năm 1972 bắt đầu sự nghiệp như là một võ sĩ đô vật giải trí. Anh chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp từ đầu thập niên 2000 và gây chú ý với vai diễn vua bọ cạp trong The Mummy Return năm 2001. Những năm sau đó thì anh chàng nhanh chóng trở thành siêu sao tầm vóc quốc tế với nhiều bộ phim ăn khách, nhất là loạt phim Fast and Furious. Chàng cũng là nam diễn viên được trả lương cao nhất trong năm 2016 và cao thứ hai năm 2017 sau Mark Wahlberg. Bộ phim mới của Dwayne Johnson trong dịp lễ Giáng sinh năm nay là Jumanji, Welcome to the Jungle, sẽ được công chiếu vào ngày 20 tháng 12. Kính thưa quý vị, những quý vị nào đã từng ngưỡng mộ nam tài tử Châu Nhận Phát qua những phim dài nhiều tập như là Giang Hồ Tiểu Tử vào năm 1974, Bến Thượng Hải năm 1980 hay là phim Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 1984 vân vân và nhiều phim khác. Nếu quý vị có nghe đâu đó tin nam tài tử Châu Nhận Phát vừa qua đời thì xin báo cho quý vị biết đó chỉ là tin vịt do mạng xã hội Trung Quốc đưa tin ra. Vợ của nam tài tử Châu Nhẫn Pháp vừa lên tiếng khẳng định rằng ông vẫn còn sống và khỏe như vâm. Sau khi hai mạng xã hội lớn nhất của Hoa Lục là Weibo và WeChat, loan tin Châu Nhẫn Pháp vừa qua đời ở tuổi 62. Trước đó vào ngày 4 tháng 12 thì trên mạng xã hội Weibo đã xuất hiện những bức hình chụp hình một nữ xứ ngôn viên với dòng phụ đề Hôm qua nam tài tử Châu Nhuận Phát vừa qua đời vì bạo bệnh ở Hồng Kông sau khi không đáp ứng được thuốc. Rất nhiều người hâm mộ Châu Nhuận Phát tại Đài Loan cũng như Hồng Kông và Đại Lục đã nhanh chóng lan tin truyền này. Bản tin đã khiến cho nhiều fan hâm mộ vô cùng sửng sốt vì Châu Nhuận Phát vừa tham dự một sự kiện từ thiện trước đó chỉ vài ngày. Cuối cùng thì tờ Apple Daily của Hồng Kông đã gọi điện thoại cho bà Trần Hội Liên, tức là vợ của nam tài tử và được bà xác nhận đây chỉ là tin vịt. Châu Nhận Phát không phải là một diễn viên Hồng Kông đầu tiên bị tung tin đồn là đã chết. Vào hồi tháng 5 vừa qua thì danh hài Châu Tinh Trì đã đe dọa là sẽ khởi kiện một tờ báo lá cải vì đăng tin mình đã qua đời. ơn quý vị đã theo dõi Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425 585 1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Mong quý vị đón nghe Cà phê Góc Phố vào thứ tư và thứ sáu mỗi tuần. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.